who knew I would make it this far. They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the need. Ok. Hôm nay sẽ là buổi talk show nha. Hôm nay thì tôi với Hải thì cũng không có ai làm gọi là MC hay là khách mời gì, thì nó sẽ là nói chuyện theo cái dạng là ngồi cà phê thôi. Đấy. Dạng như khách mời đầu tiên sẽ là Huy Hải. À không, cũng vừa bảo không có khách mời. Đâu. Thì ở đây thì anh em tôi cũng đã nốt một vài thứ gọi là chủ đề ở đây rồi. Mình với Huy Hải ở đây, hai người sẽ là có hai cái góc độ khác nhau. Một người thì đã thi đấu rất là lâu rồi. Đó. Một người thì lần đầu tiên thi đấu ở cái gọi là môi trường FIFA này. Đó, thế thì sự khác biệt giữa hai đội đi, nói về sự khác biệt giữa hai đội. Bây giờ thầy Hải sẽ nói về đội tôi và tôi sẽ nói về đội thầy Hải. Đấy. Ok, thì đầu tiên là mình nói về cái sự khác biệt lần lớn nhất thì chắc là tâm lý nhỉ. Đúng rồi, tôi nghĩ là sự khác biệt lớn nhất về tâm lý với lại cái thực ra là tâm lý là một thôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái khác biệt nhiều ấy nó ở cái phần mục tiêu đặt ra ở của hai đội từ lúc bắt đầu giải đấu ấy. Thì không biết là mục tiêu của bên thầy như nào, chứ mục tiêu của bên tôi thì lúc nào nó cũng là vô địch rồi. Thì nếu mà bảo một tân binh mà lại là đến giải đấu đúng không? Đúng rồi, tân binh đầu tiên đến giải đấu mà đặt mục tiêu vô địch thì nó là cái không tưởng. Tất nhiên là nếu mà được, tỷ lệ được thì nó vẫn có nhưng mà nó thấp. Tôi nghĩ là nó là sẽ là hơi tham lam. Hơi tham lam thôi, nên là chắc là mình sẽ đặt mục tiêu là vào Sài Gòn. Đấy. Du lịch. Vào trong top 8 đúng không? Tuyển thủ du lịch. Đó. Thì nó sẽ là cái mục tiêu hợp lý. Bây giờ thực chất là trận đầu tiên ấy, mình gặp Farmer thì Farmer không phải một đội yếu. Farmer không phải thật sự luôn, không phải một đội yếu. Farmer nói thẳng ra là một ứng cử viên cho top 1 đấy, một ứng cử viên cho top 1 đấy. Nhưng mà chiến thắng, sau khi mà chiến thắng được thì Farmer đã giúp cho team mình có rất là nhiều những cái rất là nhiều những cái sự tự tin. Nghĩa là ở vòng sau anh em nó háo hức là có thể là nói với nhau trong nhóm là có thể gặp nhau về gặp Tôm này, gặp Prozi này. Đó, là rất là tự tin, bởi vì các bạn là chúng ta sẽ khi vào giải chúng ta sẽ luôn muốn va với những đội mạnh nhất. Đó, nó vang những đội mạnh nhất, cái kể là khi mà mình đội những cái đội tân binh ấy mà gặp những đội mạnh thì thường những cái đội mạnh mới là những cái đội tâm lý, bởi vì họ sẽ có cái áp lực phải thắng. Đấy. À thế còn cái MVP? MVP sao? MVP thì tôi với thầy nó dễ mà. Nhận được chưa? Chỉ có nhận bao giờ mới nhận đấy? Thì đã có hết giải, tổng thanh toán. Đấy, thì hết giải tất toán. Thế nào? Còn cái nữa là còn cái sự khác biệt nữa là đó là cái chính xác là cái thể thức của giải đấu lần này. Nên là mình sẽ nhờ cho Huy Hải nói ở phần thể thức đi. Ở cái giải đấu này thì thể thức nó có thay đổi so với tất cả các FPL mùa trước ấy. Thì thầy mới lần đầu của tôi thì đã là đây là lần thứ 10 của tôi ở FPL rồi. Thì ngày xưa thì nó sẽ là thể thức là đá từ cái vòng cộng đồng của thầy nhá, xong rồi đến vào đến chia bảng đá miền Bắc, đá miền Nam, xong rồi đá chung kết tổng hai miền. Còn dần dần các giải đấu gần đây sẽ đá theo kiểu thể thức league. Chắc thể thức league thì thầy với anh em cũng biết rồi. Còn đến mùa giải năm nay thì đá theo cái thể thức switch này. Thì tôi nghĩ là thể thức này thì nó là một thể thức có lợi nhiều hơn là cho những cái tân binh. Nó tạo cơ hội nhiều hơn cho các tân binh có thể xuất hiện ở cái giải đấu FPL. Tại vì giải đấu này mở rộng slot đến 16 đội bóng, 16 team được tham dự mà. Còn các giải đấu trước thì mắc hình như là chỉ là 10 hay 12. Thế thì cái gọi là cái league cũ đi, mình gọi là league cũ với league mới nhá. Mình gọi là thể league cũ league mới đi cho nó dễ. League cũ với league mới thì thứ nhất là cái nào khó hơn và cái nào là thể thức nào mà thầy nghĩ là nó sẽ hay hơn ấy. Nó sẽ hay hơn về cái tính truyền thông, cái tính tiếp cận với khán giả ấy. Nếu mà để nói thì tại vì cái giải này nó mới qua được một cái vòng đầu tiên thì cũng không có thể nhận định nhiều về cái thể thức thi đấu switch này. Nhưng mà tôi nghe nói qua là về thể thức switch này là sẽ áp dụng được ở cả bóng đá ngoài đời luôn ấy. Ở đâu? Champions League mùa sau luôn đấy. Tôi tưởng là Bình Dương. Tưởng áp dụng Bình Dương. thì như này, ở lượt sau là sẽ có 8 đội đúng không nhỉ? Lượt sau là sẽ chia làm hai nhánh. Một là 8 đội thắng một trận và 8 đội thua trận đầu tiên. Ok, thì nó sẽ là 8 đội. 8 đội với tỷ số là dương 1, cái hiệu số là dương 1. Và âm 1. Âm 1 và âm 1. Thế thì là bốc thăm à? Bốc thăm hay là phân nhánh luôn từ đầu không? Không, sẽ có buổi bốc thăm random đấy. Cho những cái đội 1 thắng gặp nhau. Buổi bốc thăm này hay chứ nhỉ?
Nhưng mà tôi sau này phải xem kỹ đấy. Tôi nghĩ là sẽ có một có tí ma thuật đấy, có tí ma thuật can thiệp vào. Tôi nghĩ là có pháp sư đấy đấy. Tôi nghĩ có pháp sư. Nếu mà dự đoán thì tôi khả năng là team STV sẽ gặp một có ba phương án. Có hai thôi, có hai thôi, không có ba đâu, chỉ có hai thôi. Một là tôm, hai là lát. Chuẩn. Tôi nghĩ là như vậy, không biết là cái buổi talk show này mà nó sẽ chiếu trước khi mà cái buổi bốc thăm diễn ra. Tôi không biết buổi bốc thăm là nó phát chưa. Đấy thì tôi sẽ nghĩ như vậy, không biết là anh em có nghĩ khác không? Bản thân mình thì mình đang nghĩ sẽ là gặp một là tôm, hai là mình sẽ gặp bên phía của lát. Thật sự luôn là mình nghĩ hai cái đấy. Chỉ có hai vương trán đấy là dễ xảy ra. Nó còn là... nếu mà hai đội đấy mà không xảy ra thì sẽ gặp nhau thăm gian đòm thật. Chính xác là gian đòm. Không có phép thuật. Nó là chỉ là 8 đội với tỷ lệ dính nó rất là cao luôn đấy. Dính cao. Đúng rồi, tỷ lệ dính rất cao luôn. Cái nốt tiếp theo mà chúng tôi đề ra ở đây đó là những ấn tượng với những game thủ trẻ đi. Đó. Thì thầy có ấn tượng với game thủ nào? Chắc là Subin nhỉ? Nếu mà để ấn tượng nhất sau ngày thi đấu hôm nay thì tôi nghĩ là tôi ấn tượng với hai cái tên. Một là Subin của The Challenger và cái tên thứ hai mà tôi cực kỳ ấn tượng là Minh Ase. À, kinh quá nhở, thằng Minh mà cũng được vào cái top của thầy cơ. Không, thật sự là trước ngày thi đấu hôm qua thì tôi cũng không đánh giá cao Minh. Vì trong các cái giải đấu Minh cũng từng xuất hiện FPL rồi. Và thật sự là hồi đấy thì tôi nghĩ là cái khả năng thi đấu của Minh nó vẫn chưa được như bây giờ. Tôi cũng thắc mắc là không hiểu là bằng cái cách nào mà thầy rèn rũa anh em kiểu gì mà không mà Minh có thể chiến thắng được một trong những cái thần đồng có thể đánh giá là top đầu của phim bóng lớn thời điểm tại đấy. Đúng rồi, Sang Julio hôm qua nhé, thằng Sang biết là nghĩa là Minh đã xem nó gặp Sang trong lúc đấy, tôi bảo với Minh là 15 phút đầu không được thua, đá cái gì đá 15 phút đầu không được thua trước thằng Sang, không để thằng Sang ghi bàn trước vòng 15 phút đầu đó. Thế nào mà nó lại ghi ngược và nó lại thủ kín luôn. Đó, nghĩa là cái, ở trong team của tôi ấy, thì trong cái phần mà lúc anh em tập luyện ấy, thì thằng Minh nó luôn ở cái slot gọi là dự bị. Ừ. Nó có thể là sao nó hôm qua nó lại xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Thì như này, khi đầu tiên là lúc mà tôi đầu tiên tôi sẽ big slot 1. Cái này thì cái này tôi hỏi một chút là có thật là thầy định đá slot 1 không, mà vì sao thầy lại thay đổi cái vị trí của mình? Đầu tiên là tôi định đá slot 1 thật cho đến khi mà khoảng là lúc mà trước khi mà gửi line up cho ban tổ chức ấy. Đấy, thì anh Đức có bảo là hay bây giờ như này thì tôi với anh Đức có điện bàn với nhau, đúng không? Tất cả tại anh Đức đúng không? Ok. Thì anh Đức bảo là bây giờ là nếu như mà em đá slot 1 ấy, nếu như mà có biên số chẳng hạn như mày thua chẳng hạn thì anh Aluzi phải lên đá 2 luôn. Anh Aluzi phải lên đá 2. Thứ nhất là nếu mà mình thua ấy, anh em biết là khi mà gặp một game thủ trẻ mà thua game đầu tiên ấy, nó sẽ búp cho tinh thần cho cái thằng thứ hai rất là nhiều. Nó là cái búp rất, nếu như thằng Phú Thành mà nó có điểm tựa là thắng game 1 ấy thì phải, nếu mà gặp Aluzi rất khó là chống, rất khó để chống Phú Thành. Tỷ lệ thua cao. Đó, thì nếu kể cả là Aluzi có thắng trong trường hợp đấy nhá, thì cái áp lực dành cho thằng Minh nữa. Thằng Minh cũng là một thằng 99 đấy, không phải là bao nhiêu cái này nói là nó hơi ấy một tí, nhưng mà tôi nghĩ là hôm qua chiến thuật của đội thầy là Minh A là coi như là ra thí. Ừ, chính xác. Nó là dạng thí đấy. Nó là một là ôm vào pen được thì tốt. Đúng. Hai là thua cũng không sao. Hôm qua là nó là một dạng mà hôm qua là bọn tôi phán đoán được cái bên lineup của bên Farmer. Đó. Nói chung là anh em bảo là bây giờ nói chung là mục đích cuối cùng anh em sắp lineup đúng không? Mục đích cuối cùng để thắng. Thế thì nó mới sinh ra cái thể thức 3v3 cũng tốt. Chứ còn nếu mà anh em bàn trước với nhau thẳng căng ra là tôi đá với ông ở đây chẳng hạn. Thế làm gì còn tính chiến thuật? Chắc. Thế thì ông rủ nhau đá 1-1 cho nhanh. Đó, đá 3-3 làm gì? Nói chung là kể cả nhiều anh em bảo là chắc là ông sợ gì hay để sợ Sang thế nọ kia. Đi ra giải mà nếu chúng đi ra giải anh em mang tâm lý sợ thì tôi nghĩ là anh em ở nhà thôi. Hôm qua tôi thấy xếp lắm như thế, như team thầy là có toàn tính. Ừ. Bên Farmer hơi non. Nếu mà là tôi mà là bên Farmer thì tôi nghĩ là thằng Sang Julio sẽ đá vị trí thứ hai. Đúng rồi, đấy. Chuẩn. Dù cho gặp ai vị trí thứ hai cũng là một vị trí đẹp. Đó, tôi nghĩ là phải thứ hai. Sang Julio chắc chắn lên vị trí thứ hai vì Sang Julio nói thẳng ra đang có cái phong độ tốt nhất của cái team Farmer. Còn nếu mà đẹp nhất thì Trịnh Hiếu là cái người chơi mà tôi nghĩ là có kinh nghiệm, cái lối đá chậm ấy. Ừ. Có kinh nghiệm là một với cái lối đá nó chậm. Lối đá chậm có thể cầm nhịp được, như Trịnh Hiếu đá có thể ôm được tất cả mọi đối thủ dù là mạnh hay yếu vào pen được thì tôi nghĩ là Trịnh Hiếu nên đá slot 1. Mỗi đội nó đều phải có một người kiểu như vậy. Với cái thể thức này. Với cái game FIFA 4 này thì mỗi đội sẽ đều phải có một cái người như thế luôn. Sẽ phải có những người như thế thì tính chiến thuật nó rất là dễ. Tính chiến thuật để xếp lái nó rất là dễ. Còn em ông nào cũng đá 4 ông đều đá phong cách như nhau nhá. Tính ra nó rất là khó để xếp ấy.
Chị tim tôi có thí mà. Đúng rồi. Thí là ngồi với thầy đấy. Ông Hoàng đá bóng rùa điên đi nhở? Sợ thật đấy. Điên quả đấy, quả đấy là chết rồi. Quả đấy mà không sút chúng Lai Cát thì cũng chết thôi. Tôi chưa trả lời game thủ ấy nhỉ? Tôi chưa trả lời game thủ trẻ ấn tượng nhỉ? Đến thầy đấy. Tôi sẽ chọn Quý Duy. Subin. Cũng phải cái bất ngờ mà thắng thì đúng là thắng, biết là thắng rồi, nhưng mà cái tỷ số làm chúng ta bất ngờ thôi. Tỷ số bao nhiêu nhỉ? Để tôi check lại đấy. Hình như là 6-2. Cũng nhiều nhiều không? Cũng nhiều số đấy. 6-3 đấy. Quý Duy là người ghi bàn nhiều nhất ở trong cái ngày đầu tiên đấy. Này, đang nói game thủ trẻ thì tiện là một cái nữa là lý do tại sao không, khi mà ở bên Thái với Hàn ấy có rất là nhiều những cái thủ trẻ xuất hiện thi đấu quốc tế, tại sao Việt Nam mình lại số độ tuổi trung bình tham gia quốc tế nó lại rất cao ấy, lý do là gì? Lý do thì đơn giản thôi, là tôi nghĩ là do game thủ trẻ ở Việt Nam nó chưa được đầu tư đúng cách, và chính ra thì tôi nghĩ là ở Việt Nam thì chưa có một cái nhà tài trợ hay cái gì cả. Các cái team được lập ra đều theo cái gọi là phong trào thôi, gọi là một clan thôi. Chưa có một doanh nghiệp hay là một nhà đầu tư nào đứng ra tài trợ kiểu chuyên nghiệp trả lương cho game thủ như kiểu theo cái mô hình của Hàn Quốc hay Thái Lan cả. Nên là cái đó thì cũng có gọi là khó để cho các game thủ trẻ có thể phát triển. Cái này nhá, cái này thì là thầy là một người mà đầu tiên thì xuất thân là vẫn là game thủ, một người mà có thể nói là gọi là đi săn giải thưởng. Đúng không? Một người săn giải thưởng cho đến khi mà trở thành một streamer, bắt đầu làm hình ảnh của mình, bắt đầu làm truyền thông. Thì cái khác biệt của những game thủ mà họ thi đấu với những cái người mà sẽ cố gắng là bù đắp hình ảnh của mình nó sẽ là cái gì? Tôi nghĩ là khác biệt thì hôm qua có thể thấy là khác biệt, nếu mà để mà nói khác biệt lớn nhất thì tôi nghĩ là xem trận đấu của thầy và các trận đấu của các vận động viên khác thì có thể thấy được sự khác biệt. Vì nếu mà xem trận đấu của những cái gọi là thẳng ra là vận động viên đi, như thầy thì tôi xin phép là vì mới là trận debut thôi, chưa có thể gọi là vận động viên được. Thì thầy có một cái lối đá tấn công nó là kiểu là hoang dã, nó chưa nhiều toan tính ấy. Nên là dù cho thầy ghi 5 bàn nhưng mà song song với đó là thầy cũng phải thủng lưới 3 bàn. Đấy, thì đấy là một cái điều mà để mà nếu mà vào giải chuyên nghiệp ấy, nếu mà một vận động viên mà để thua 3 bàn thì thường thì sẽ khó là có thể là giành chiến thắng cả. Thì đấy là cái điều tôi có thể thấy là khác biệt rõ nhất. Và khi mà cái khác biệt là thầy đã xác định là như thầy Tabi là xác định là làm hình ảnh, thầy đã cam kết với anh em trên stream là nói không với cả cái sơ đồ không tiền đạo đấy, nói đơn giản là không tiền đạo thôi, thì thầy đã thực hiện đúng cái đấy. Còn ở vận động viên ấy, như ở giải ngày hôm qua anh em, kể cả hôm nay luôn, hình như là gần như là không có một ai ngoài Tabi là đá không hộ vệ, không tiền đạo cả, tất cả đều sử dụng sơ đồ không 5-5 à, tất cả đều sử dụng coi như là sử dụng cái sơ đồ 5-2-3-0 hoặc 5-3-2-0 thôi. Đấy, nói chung là ở một người muốn xây dựng hình ảnh ấy, người ta sẽ cống hiến hết tất cả những gì mình có, cống hiến hết cho người xem và cho cộng đồng. Cái pha bóng tấn công nó là mãn nhãn. Còn ở vận động viên thì người ta sẽ toan tính hơn một chút, người ta thi đấu về chiến thắng nên người ta sẽ làm mọi cách để chiến thắng. Đúng rồi. Đó, lý do nữa là bây giờ chúng ta sẽ đi sâu một chút. Nếu bây giờ để mà bảo là thực chất là tôi với thầy đang ở trong cái quá trình mà là phát triển hình ảnh của mình trong cộng đồng đó, thì bây giờ nhá, ví dụ như một game thủ muốn được mà gọi là giả lương đi, gọi là chuyên nghiệp đúng không, thì lúc đấy chúng ta gọi là bắt đầu chuyên nghiệp, bắt đầu có hợp đồng đi, thì game thủ VA4 ở Việt Nam cần những cái gì, cần những cái gì để có thể là được một bên chủ quản người ta gọi là ký hợp đồng đi, cần một cái gì? Thì cái này thì nói chung là tôi cái này phải chia sẻ thật với tất cả anh em bên, kể cả stream của tôi với trên thầy, thì team tôi cũng là một team gọi là giàu thành tích nhất của VA4 thời điểm hiện tại rồi. Thì ngày trước thì cũng có những cái người ta đầu tư cho bọn tôi, những người gọi là chủ quản các thứ, ông bầu, nhưng mà tuy nhiên thì những cái ông bầu ngày trước hoặc cả ông bầu bây giờ ấy, người ta đến với bọn tôi, người ta đầu tư cho bọn tôi thực chất thì cũng chỉ là vì đam mê thôi. Còn như thầy đá PES thì tôi không biết bên thầy là nếu mà muốn có lương thưởng thì đến lúc mà mình đem lại cho người ta cái gì. Người đúng ta làm về doanh nghiệp à, người ta phải làm là người ta, quan trọng là mình đem lại cái lợi ích cho người ta, đúng thì rồi, người ta mới sẽ trả lương cho mình. Còn bên này thì các ông chủ, mọi người chỉ làm vì đam mê thôi. Nên là cái câu hỏi mà thầy bảo là muốn được một doanh nghiệp nào đó trả lương cho vận động viên VA4 thì thật sự tôi cũng chưa biết được, nên là tôi chưa thể nào trả lời với thầy được. Tôi nghĩ là cái nó sẽ cần thay đổi một chút, đó là anh em cần ngoài cái việc thi đấu ra ấy, anh em vẫn phải cần làm hình ảnh, như kiểu là xây dựng page này, có thể là stream này, anh em có thể không phải là streamer đó, nhưng mà thi thoảng hoặc là có thể anh em ra những cái video
những cái vlog riêng chẳng hạn để phát triển hình ảnh của mình lên. Nó cũng là một cái mà khiến cho các game thủ dần dần ngày một trở nên nổi tiếng hơn ấy. Khi mà họ trở lên nổi tiếng, họ kiếm được tiền thì cộng đồng, tôi nghĩ là nó sẽ là một cái bước, một cái bước tiến lớn. Nhà đầu tư hoặc là các nhà quảng cáo người ta nhảy vào đó. Chẳng hạn như là chúng ta bây giờ ví dụ như mấy anh em ở đây chẳng hạn chơi với nhau, bảo bây giờ em muốn làm một cái team gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì bọn mình ví dụ như là mình cam kết là mình sẽ mang lại bằng này view đấy, mang lại thế nọ thế kia, thì mình sẽ là một cái mà nó lợi thế hơn so với những mà game thủ mà họ bình thường họ không làm hình ảnh, không danh dự gì cả. Thực chất là cái hình ảnh của họ nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ trong cộng đồng thôi, chỉ một vài người gọi là biết đến. Đó, một vài người biết đến thôi. Nên là để mà cải thiện ở đây thì mình nghĩ là đầu tiên là phải từ anh em phong cách thi đấu đã, gây ấn tượng. Ngày xưa mình vào bốc vậy, ngày xưa tôi vào bốc xong bắt đầu là tôi cũng được ấn tượng bởi phong cách thi đấu của mình. Chơi nói chung là chơi theo kiểu là Huy Hải và Bảo là kiểu hoang dã luôn. Chơi theo kiểu là thẳng thẳng ăn thẳng, cong ăn cong. Cũng không lý do gì là thua thì thôi, mình phải chịu, mình kém hơn người ta mình thua mình phải chịu luôn. Các bạn là tôi đi thi đấu quốc tế cũng nhiều. Hay quá, phải lấy hay quá nhỉ. Phải lấy một chút, các bạn cũng thi đấu quốc tế gọi là nhiều ở FIFA 4 này. Chứ có vấn đề tôi thắc mắc là tại sao ở FIFA 4 nó khác với các cái game khác, là vì sao khi mà mình thi đấu quốc tế thì tất cả những cái thương hiệu quảng cáo mình lại phải che đi. Như anh em có thể xem lại là người ta sẽ dùng cái đấy, logo của EAGC, cái đấy là cái tôi thắc mắc mà dán vào tôi cũng chưa biết. Cái này cũng phải hỏi luôn bên tại sao muốn phát triển game thì tất nhiên là phải có những cái nhà quảng cáo, những cái nhà tài trợ người ta đồng hành, tại sao để che đi? Nhưng mà nhiều người muốn đầu tư vào FIFA 4 người ta không dám đầu tư tại vì người ta không được quảng bá hình ảnh. Đúng. Cái đấy thì cái EACC đúng không? EACC là dán lên đúng không? EACC là FPL thì sao? FPL thì làm gì có ai quảng cáo đâu mà người hỏi. Thế nhưng mà có che không? Có quảng cáo đâu mà che. À, không che logo. Có quảng cáo thì không che nhưng mà không ai quảng cáo. Không. Tại vì xác định là nếu mà quảng cáo thì đến FPL thôi. Ra đến EACC thì người ta sẽ che. Anh em nhiều anh em trên kênh tôi đang comment bảo là EA nó giàu rồi nó không cần. Cái vấn đề là ví dụ họ là công ty lớn, nó không cần những game thủ, họ cần chứ. Team họ cần để họ duy trì chứ. Không. Đúng. Nếu mà nói thế sai. Đúng không? Nói thế sai. Ở bên Fakeland những cái nhãn hàng quảng cáo người ta vẫn gắn được trên logo mà. Nhưng gắn được trên áo mà. Fakeland đã là một thương hiệu để quảng cáo. Fakeland đúng không? Sau này còn những cái nhãn hàng gì nó liên quan tới máy tính thì phải. Đúng rồi. Thì nó vẫn được quảng cáo bình thường mà. Cái đấy là cái thắc mắc. Thế tại sao có những đội lại bị che là sao? Đâu, tất cả đều bị che. Tất nhưng cả. Mà có nghĩa là sẽ che ở bên hai vai áo rồi thôi. Thế bây giờ mình để cái logo ở ngực. Logo ngực là logo của team mình thôi. Thế bên trái? Bên trái thì sẽ được. Bên trái được. Thế là được, thế tại sao không để đấy? Thì làm gì có ai quảng cáo được vậy? Đấy thì tôi có giải đáp thắc mắc là gì nữa. Đó. Nhưng mà thực chất là nhìn xem nào. Đợt trước ở bên Bet là được quảng cáo cho mấy cái nhãn đấy vì nó không có nhà phát hành Việt Nam, nhưng mà khi mà game mà có nhà phát hành ấy. Đấy, game mà có nhà phát hành thì thành ra là nhiều khi mình cũng phải lắng nghe bên nhà phát hành, mình cần ký kết cái gì với một nhãn nào đó thì mình cũng phải là nói chuyện qua nhà phát hành. Tôn trọng họ chứ làm sao. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà bên Bet là thoải mái đi, không thích nhãn nào không vi phạm pháp luật là tôi phập nhãn. Hình như là bên FIFA 4 này là bản quyền, là cái vấn đề bản quyền là liên quan đến hẳn bên FIFA luôn. Là nhiều cái nó cũng khó. Thành ra cũng căng nhỉ. Đấy, nói chuyện bây giờ nói chuyện một chút về in game đi, nói chuyện một chút về cái phần là game đấu đi. Đó. Thì có lẽ là okay. Game thủ quan trọng nhất là lịch tập. Lịch tập và phong độ. Đó. Có thể là ở đây tôi Huy Hải sẽ có những cái lịch tập khác nhau, có cái cường suất tập luyện các thứ khác nhau, có những cái cách giữ phong khác nhau, thì bên thầy tập lịch tập là như nào? Lịch tập các thứ. Bên thầy có tập hả? Hay là thầy không tham gia à? Thầy không được tham gia những buổi tập à? Hình như tôi không tham gia tập luyện. Không, nhưng mà không, cái này phải nói thật. Đợt này thì bọn tôi là các bạn là mỗi người có một cái công việc riêng ấy, như tôi bên suốt bây giờ stream ấy. Thế là cái việc tập luyện nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng không, còn nếu như ngày trước ấy, khi mà bọn tôi chưa stream ấy, khi mà bọn tôi còn đang là ở trên đỉnh cao phong độ ấy, thì cứ chiều là khoảng 1 đến 2 giờ là bọn tôi sẽ tập trung ở một quán net ở Hà Nội luôn đấy. Ngày trước là bọn tôi có một team gọi là ngày xưa là DHE4 thì có một team là bọn tôi là một team trẻ nữa, là để nếu mà đá tốt có thể lên thay các anh luôn, academy đấy đấu luôn. Nó gọi là một cái học viện trẻ luôn. Thì đấy thì team trẻ cũng có 4 người như team này luôn, thì sẽ tập luyện từ 2 giờ cho đến tầm 8 đến 9 giờ. Thì tập luyện xong thì hồi đấy tất cả các em đều là nói chung là cũng là đều là sinh viên hay là ấy đấy. Đều chưa có công ăn việc làm gì, đều cũng chưa có gia đình cả. Chơi đam mê đúng không?
Chơi đúng vì về đam mê đấy, lấy đam mê mà tiền có tiền giải là nuôi mình luôn. Thì chơi đến 8 giờ xong về 8 giờ 8 rưỡi ra ngồi trà chanh tí xong 10 giờ về, thế là hết một ngày. À. Ngày xưa đợt trước ở bên bên Bet ấy, đợt trước bên Bet thì bọn tôi có thi đấu là thể thức 3v3. Solo thì không cần phải tập luyện nhiều, solo thì không cần phải tập, bên Bet ngày xưa solo không phải tập. Với lại là bên 3v3 đó là cái thể thức mà nó là nếu như nó có thể thức đấy ở trong FIFA 4 này nó sẽ rất là hay. Đó, nó sẽ rất là hay vì nó sẽ có nhiều tình huống, nó không phải là gọi là khung, nó không phải gọi là cái khung ghi bàn như kiểu là 1v1. Cái đấy là một cái cực kỳ hay, nhưng vấn đề là mình chưa thấy là FIFA họ triển khai. Mặc dù FIFA truyền thống là bắt đầu nó cũng chơi 2-2 dần rồi. Cái chế độ 2 cũng là chơi 11v1 mà. 11v1 thì điên quá. Đấy 3v3 ngày xưa mà tôi ngồi và tôi mổ băng lại tập xong ấy, lưu lại và mổ băng rất là kỹ. Đó, 3v3 là trong tình huống này phải lấy trỏ ở đâu, thằng nào đứng như thế nào, chia công việc thứ như nào. Và kể cả bây giờ vẫn đang áp dụng cái mô hình đấy vào trong cái việc tập luyện 1-1 của STV bây giờ. Đó là khi mà chúng tôi gặp một team ở đấy thì sẽ có một thằng đóng vai lối chơi thằng kia. Sẽ đóng vai lối chơi thằng kia. Nghĩa là đầu tiên là mình sẽ xem là mình gặp nào, kể cả ba thằng luôn. Mình xem lối chơi nó như nào. Cái đấy phải là lưu lại clip của chính xác. Thủ để mổ băng. Thì tất cả những clip nào mà tôi gặp các game thủ tôi đều sẽ lưu lại vào một ổ riêng để vì căn bản là mỗi game thủ họ sẽ có một cái thói quen, kể cả có dấu bài đi nhưng họ vẫn sẽ có thói quen là đến cái chỗ này họ sẽ xử lý như thế nào. Đúng rồi, đơn giản là vận động viên thì ai có thói quen mà đó. Tôi nhưng mà tôi thì thầy có lưu thầy chẳng lưu không lưu thì làm gì đi. Nó nặng chỗ phải nhá. Nó nặng ổ ra chứ lưu làm gì không được. Team tôi ấy từ ngày xưa đến bây giờ ấy, trước cái đá giải thì là bốn anh em sẽ vụt với nhau một cái vòng à hai vòng lượt đi lượt về, cứ vụt với nhau vòng tròn. Và ai có cái điểm thấp nhất ấy, thì sẽ dự bị. Thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Ai có cái room mà điểm thấp nhất thì coi như là phong độ kém nhất dự bị. Đúng rồi, ngày xưa ở bên Thái thế đấy. Ngày xưa bên Thái vậy, còn bên Thái là có ngày xưa tôi là ba ông Việt Nam với bốn thằng Thái trong một đội mà tôi chỉ thi đấu cái vòng cái lượt đầu tiên của nó năm 2021 à. 2021 là nó thi đấu theo kiểu solo. Tất cả là solo hết, nó giống như ở FIFA này bây giờ này. Là ba thằng solo, thắng hai là thắng. Đó. Nhưng ngày xưa là cứ làm một tổ ấy luôn. À, mấy ông Thái thì nói chung là vào cho nó đủ người, đăng ký đủ người, chắc là vẫn ở Việt Nam vụt hết mà. Giàn cảnh à? Mấy ông Việt Nam đá nhau hết thôi. Ngày xưa giải Thái mà toàn Việt Nam gặp Indo mà, cứ Việt Nam gặp Việt Nam. Đây ở bên kênh chat tôi cũng hỏi là sao anh em không trên với cả những anh em nước ngoài cho lên tay. Thực ra thì kết nối với những anh em nước ngoài với tôi cũng không khó. Đúng rồi. Tuy nhiên là để chọn cái ping. Server để trên thì là không thể nào mà chọn được. Đúng rồi. Tại vì mỗi server, mỗi nước, mỗi ping khác nhau mà. Ngày xưa bọn tôi là có cái server nó gọi là server Đông Nam Á. Server chung đúng không? Một cái server chung Đông Nam Á nên là trên với Nhật, trên với Indo, trên với ấy. Nhật nó là một cái nước mà châu Á. Đó, nhưng mà nó vẫn kết nối đến đấy là nó vẫn kết nối ok được. Nó vẫn đảm bảo được cái việc là chơi thi đấu ok. Mạng là vẫn xanh lét đấy đúng không? Đúng rồi, mạng vẫn ok. Indo này, Thái Lan này nó chung nó server chung để chơi với nhau. Mỗi thằng nó sẽ có một đặc điểm. Đó, nhưng mà khi mà kể cả là bóng đá ngoài đời ấy hay là kể cả bóng đá trong game thì cái việc là bạn nắm rõ đối thủ như nào nó không thể nào giúp bạn thắng 100%. Nhưng nó giúp cho bạn đề phòng những tình huống mà bạn biết trước. Đó, nó sẽ diễn ra như vậy, mình sẽ đề phòng được. Còn những game thủ mà họ tay quá nhanh hoặc là họ có những cái pha mà xử lý nó xuất thần quá thì phải chịu thôi. Đó, nhưng mà khi mà mổ băng thì tất cả các vận động viên dù trẻ già thì ai có cái thói quen riêng. Đúng rồi, họ sẽ có một cái thói quen nhất định. Ví dụ như gặp thầy Tân là không thể nào đoán được xem sút gần hay góc xa đúng không? Không, tôi cứ ngắm bừa thôi, tôi sút bừa thôi. Mà Phú Thành là hình như Zigon hai quả là chớ là hai. Không phải Phú Thành, nó không phải Phú Thành nhá. Tôi cảm giác là nó đá theo kiểu là hơi solo đấy. Không, hôm qua tôi cũng phân tích qua rồi. Ừ. Trên stream nữa phân tích qua trận gặp Phú Thành là Phú Thành đơn giản là thua vì thầy không đá mâm cơm, thế thôi. Phú Thành thua đơn giản vì thầy không đá cái sơ đồ 5-3-2-0 hay 5-2-3-0. Còn nếu mà là một người khác thì Phú Thành sẽ không thua như vậy. Không biết là thắng thua như nào nhưng sẽ không thể nào thua đậm như vậy. Mà nó đẩy hai cái lên hơi cao. Lúc đấy tôi thấy là lúc mà hai đều ấy. Vì thầy không đá sơ đồ không thể đá. Đúng rồi, nó đẩy lên nó ép. Nên là sẽ phản công rất dễ. Khi mà thấy lúc ở đầu hiệp 2 khi mà mình thấy Phú Thành là bắt đầu đổi sang cái sơ đồ mà công ấy. Nó có RWB cái thứ thì mình sẽ chuyển sang 4-1-1 để mình công hai cánh, còn thằng tiền đạo mình sẽ lùi về, nó lại có hiệu quả luôn, nó lại có hiệu quả cái thứ luôn. Đó chỉ một vài tình huống mà đảo cánh kiểu giống Mesut đấy, là cái đội hình đấy nó lộ điểm yếu ngay mà. Đó, còn mình tận dụng tốt hơn, mình kiểm soát được thế trận nó cũng dễ. Hy vọng là trận sau mình sẽ gặp đối căng căng tí. Hai hậu vệ cánh của Phú Thành để cao, với cả thứ hai là Phú Thành lại không đá 2CM như nhiều vận động viên mà đá 2CM kinh ấy nhỉ. Tại vì xác định rõ ràng luôn là hai đội hình, một đội hình là để khoan bê tông và một đội hình là để thủ. Một hình bê tông. Một đội hình bê tông và một đội hình khoan bê tông. Nhưng mà các bạn ở thầy lại không đá đội hình bê tông.
nó lại nên là nó phản phát nó chết luôn, nó còn mỗi ACB ở nhà nên là nó phải chết rồi. Đó, thầy nhận xét về Subin á. Ờ ok, so tôi với thầy Ly giấy phép là chọn một cái chủ đề Subin đi. Cũng được, chọn chủ đề Subin là một trong những game thủ mà có thể là tôi nghe anh Huy Hải với Mesut nói nhiều rồi. Nói chung là đánh giá là đấy là sự trở lại của thần đồng thôi. Tôi nghe Huy Hải với Mesut nói rất là nhiều về Subin này rồi. Hôm trước thì tôi mới gặp Somax thì giá thật sự là hay. Tôi nghĩ là thầy mới gặp thôi. Đơn giản là thầy mới biết đến Subin thôi. Còn như anh em tôi thì kể cả các anh em trước thì tôi nói chung là tôi cũng biết đến Subin sau. Nhưng mà Subin thì là một cái tài năng đã được khẳng định qua FIFA 3 rồi. Ở FIFA 3 thì tôi cũng nghe nói Subin là cũng đã có thi đấu vài giải. Tôi không biết rõ nhưng mà nói chung là cũng là một cái dạng gọi là sao số đấy. Nói chung là cũng thường xuyên là top ranking như kiểu Santonio bây giờ ấy. Đó, ngày xưa đi đá giải sao? Ngày xưa Subin đá giải sao? FIFA 3 thì tôi cũng theo dõi nhưng FIFA 4 thì đá giải thì cũng ghê. Vô địch Việt Nam là vô địch Việt Nam là vô địch cùng team DH cũ của bọn tôi, là một người đồng đội cũ của tôi. Có đá nhiều không? Có đá nhiều không? Không, đợt đấy Subin đá nhiều chứ, tôi đá mỗi trận chung kết thôi, tôi làm ba sát, anh em bốn cúp thôi. À hay quá nhở. Các bạn FIFA 4 này thực chất là nếu anh em nào muốn vô địch ấy thì anh em cứ gia nhập là tôm được hoặc là Brozy ấy. Đấy, có cái làm gì đâu. thằng gì hơi cúp vậy. Có cần làm gì đâu mà. Đấy, anh em nếu mà muốn có danh hiệu thì anh em cứ gia nhập vào những cái tổ chức nó khỏe thôi, nó là anh em sẽ có cái cơ hội rất là lớn. Hơi cúp luôn ạ. Tôi thấy nó là một game thủ chơi rất là nhanh và một game thủ lối chơi tư duy tốt. Nhưng thường thì những game thủ trẻ sẽ bị một cái nó giống như kiểu kể cả mình ngày xưa thôi. Đó là nó không kiểm soát được về mặt cảm xúc. Đúng rồi, chính xác. Sẽ... Ngày Subin ngày hồi còn đá cho DS năm bọn tôi vô địch cũng vậy. Và kiểu là nó sẽ thi đấu theo gọi là phần nhiều về cảm hứng ấy. Nó nói chung là gọi là cái độ bay ấy. Phải có cái độ bay thì nó mới thi đấu tốt được. Còn nếu mà chưa đạt đến cái độ bay thì nói chung là kiểu mất đi cái nhịp ấy. Nó đánh mất đi cái nhịp của chính mình luôn. Thường thì khi mà game thủ bét ấy, những game thủ họ già dặn bên trước ấy, là họ sẽ giảm cái nhịp độ trận đấu xuống một cái mức cực kỳ thấp. Đó, nó để giảm cái độ hưng phấn của các game thủ trẻ. Và nếu như mà để game thủ trẻ có lợi thứ sớm và cuốn vào lối chơi đấy thì rất là nguy hiểm luôn. Kể những người như kiểu là những người tay nhanh như trẻ như kiểu Lê Hành Tuấn ấy, như kiểu là Sang hay là kiểu cả là Du Ghen ấy nữa thì nếu mà để họ có lợi thế sớm trước thì nó sẽ là một cái điều rất là nguy hiểm. Đó. Maestro là GOAT của cái game FIFA này. À có một bạn nhận định là Maestro là GOAT của cái game FIFA này. Có đúng không? Nói thế thì cũng đúng thôi, tại vì làm gì có ai ở FIFA 4 này 5 lần vô địch Việt Nam như Metro đâu. Mặc dù không muốn thừa nhận đâu nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là Metro đúng là GOAT đấy. Không bợi nha, nhưng mà cái nếu mà nhìn nhận công tâm thì nó đúng. Nhưng mà anh Hiệp thiếu một cái vô địch thế giới nhỉ? Đúng không? Thiếu, vẫn cái câu cái này là cái này chuẩn, cái này con số không nói dối. Mới nói chung là mới nhìn thế giới thôi, chưa vô địch. Mới nhìn. Liệu trong tương lai mà từ giờ đến lúc ông giải nghệ ông có vô địch không? Nếu đá cùng tôi thì khả năng không. Thế thầy đi cho ông trở thành gót cái. Thầy đi được rồi đấy. Đấy. 8 đội bây giờ nếu chúng tôi gặp nhau sao nhỉ? Bây giờ nếu gặp nhau sao? Nếu gặp nhau ở vòng thứ 2 vòng dơ 1 đi. Tất cả các đội dơ 1 đi. STV gặp Tôm đúng không? Nói chung là tôi thì cứ đứng ở sẵn là slot mở bát. Làm cái bốn hậu vệ nhỉ? Một đội hình. Cam kết bốn hậu vệ. Ok, cam kết luôn. Cam kết đá một đội hình mặc định. Ok, tôi sẽ gặp đội hình 4-2-2 nói luôn. Ok, xong luôn đấy. Tôi sẽ nếu mà tôi gặp Huy Hải, gặp Tôm ở vòng 2 ấy. Đó, tôi sẽ đá luôn slot 1. Một slot văn 1. Văn này có giống Văn với Sang Duy không? Chuẩn. Văn ấy chỉ lừa mấy thằng trẻ con thôi. Tôi sẽ đá slot 1 nhá. Tôi sẽ là slot 1 đá một đội hình hai anh em anh em cánh chất. Đó, con chỗ này bên tôi khoảng 2009. Người nhà gà rán đang nghe đấy. Đó, anh em giúp tôi. Ông Hiệp đá là slot 3 đúng không? Biết chắc, tôi biết chắc là slot 3. Ông Hiệp là hôm trước chửi tôi thực kiện. Thi đấu mấy vòng ấy. Ok, đấy, như vậy là tôi với Huy Hải nếu mà gặp nhau nhá, tất cả anh em là chứng giúp tôi. Đó, cái show này. Bây giờ như là hay hơn. Tôi với thầy thích ấy. Đừng mở bát, xuống thẳng slot 2, nắm giữ vận mệnh của đội bóng luôn. Đúng rồi. Slot 2, được. Số 2 nắm giữ vận mệnh của đội bóng luôn. Chính xác. Một là xong. Nó giao quả bảo đao vào tay thôi. Quyền tương sinh tương sát là của mình thôi. Chốt số thứ 2. Ok, chốt số thứ 2 nếu gặp nhau ở vòng 2 nhá. Gặp nhau tôi với thầy ở giữa. Ok, xong. Đó. Trước khi đó. Một trận cho đỡ tâm lý. nhưng mà nhân sự bên Hải ngon hơn. Đó, nhân sự bên Hải ngon hơn thì có lợi thế hơn anh em. Hai trưởng đùa. Nhân sự ngon hơn chắc chắn. Team tôi thì anh em có kỹ năng thật. Có kỹ năng thật nhưng vấn đề là cái kinh nghiệm của tôi không thể bằng Tôm được. Đó là cái mà anh em phải thừa hiểu là như vậy. Đó. Xong hai thằng lừa lại gặp nhau à? Hai ông lừa lại gặp nhau slot 1. Cam kết nhá, cam kết gặp nhau slot 2 nếu gặp. Đó. Slot 2 lắm giữ vận mệnh của đội bóng hay hơn. Đúng.
Tôi sẽ lấy cái vé đi Sài Gòn thôi, tôi sẽ lấy cái vé đi Sài Gòn top 8. Tôi cũng mong là chúng ta gặp nhau ở Sài Gòn để gặp những game Sài Gòn. Ừ, gặp những tôi với Nghĩa luôn nha. Tổ chức cái offline ở Sài Gòn luôn, nếu như bọn tôi vào trong. Qua cái vòng 1 đi. Bây giờ mỗi tuần chúng ta sẽ nói một có món talk show đúng không? Thì bây giờ qua vòng 1 thì cái dream team mà thầy mong muốn sẽ là những ai mà không phải là thành viên của team mình. À dream team mà lại không phải là team mình cả. Tất nhiên là dream team. Ờ đúng rồi, mình chọn team mình thì nó buồn cười quá đúng không? Đúng rồi. Mình chọn là 4 thành viên à? Cả tôi đúng không? Là 4 đúng không? Đúng, là 4 thành viên. Đầu tiên thì chắc chắn là mình phải lấy một người kinh nghiệm đã. Chắc là mình phải lấy một người kinh nghiệm để đảm bảo cho mình một rồi, slot. Tôi biết là ai rồi. Macho đó. Chính xác. Rồi. Macho này, tôi sẽ lấy một người chơi đột biến. Lại đừng lấy ba cái pin tôm nhá, xong trừ tôi ra. Không, không, không. Chơi của đâu đây. Ổ nha, sẽ lấy một người chơi đột biến. Đấy, một người có thể khiến cho đối phương có thể nói là người các kiểu bị bất ngờ ấy, bị sốc sủng các thứ ấy. Đấy. Tôi sẽ chọn xem nào. Không, không đừng giơ tay rồi, đừng giơ tay nữa. Chọn đâu có giơ tay. Jugen ấy, chắc là sẽ là Jugen. Chắc là sẽ là Jugen, còn người nữa là một người mà lối chơi theo kiểu lì lợm, kiểu là có thể là ôm bom được. Đấy, ôm bom. Một thì trong team nó phải đầy đủ màu sắc chứ, đúng không? Những người ôm bom được có thể ôm là ôm bom mặt có đỏ không? Mặt đỏ ửng à? Mặt phải đỏ cơ, mặt phải đỏ ửng lên đấy. Mặt phải đỏ tía tan lên đấy. Đó. Disaster. Disaster. Bốn người, với tôi là bốn người, tôi sẽ chọn cái team đấy. Team đấy là team có thể giúp mình lên ngôi vô địch được. Đấy, thế thầy sao? Bốn người nhá. Nếu mà là tôi chọn những người ngoài team tôi à? Ờ. Gót Macho mất hơi phí nhỉ? Ờ, không được chọn Macho nữa. Ok, nếu mà là tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái tên đầu tiên là thầy phải giải thích nhá, thầy phải giải thích tại sao thầy lấy tên đấy nhá. Rồi. Không, cái tên này tôi nghĩ là tôi không phải giải thích nhiều. Anh em nào mà chơi FIFA sẽ hiểu. Central. Lý do tôi nghĩ thầy hiểu, lý do đơn giản kinh nghiệm một huyền thoại. Đơn giản đấy là một huyền thoại. Central. Ok. Cái đầu tiên Central và người phất cờ tôi nghĩ là tôi sẽ chọn Subin. Phất cờ đi đầu đấy đúng không? Đi đầu là người đảm bảo cho team có một cái chút lợi thế đấy. Người ở giữa tôi sẽ chọn một người mà để có thể đảm bảo cho Central được đá. Đảm bảo Central kiểu... nếu như là Subin mắc lỗi à? Nếu Subin không, nếu Subin chiến thắng tôi sẽ chọn một người đảm bảo Central được đá. Nhân vật này chọn cẩn thận nhá, nhân vật này chọn cẩn thận, không là đến tai họ đấy nhá, chọn kỹ vào. Nhân vật này nhạy cảm đấy. Nhạy cảm đấy. Không là đùa ấy. Ừ. Nhưng mà để là chọn ra ba cái vị tướng tủ đấy, tướng tủ. Và tôi nghĩ là tôi sẽ chọn Djokovic. Djokovic à? Tôi tin là nếu đồng hành cùng họ, tôi chỉ cần ngồi xem cũng có thể là cúp. Team ba người đây à? Team ba người thấy mạnh đấy, mạnh hơn team. Subin, Djokovic và Central. Djokovic tin chuẩn là hai là yên tâm đấy. Hay quá nhở. Là tôi có anh Central ngồi vỗ tay cùng đấy. Team tôi, nếu mà tôi chọn ba người đấy, tôi khả năng là có vô địch đấy. Thầy cũng bảo là thầy vô địch với ba người đấy không còn đá. Không, mà Macho hơi yếu thật, Macho hơi yếu. Macho hơi yếu. Hóa ra là tôi bị khuyết ở chỗ đấy à? Khuyết đấy, chỗ đấy là bằng chân khuyết đấy. Ok, buổi talk show của tôi với Gải ở số 1 ở trong cái tuần đầu tiên sẽ kết thúc ở đây. Cứ mỗi khi mà kết thúc FPL một vòng, kể cả thắng hay thua thì anh em tôi vẫn sẽ cố gắng làm cái talk show để mọi người có nhiều cái góc nhìn hơn về cái cộng đồng FIFA 24. Thua lên thì mặt nó hơi nặng tí nhưng mà tao vẫn nói được. Đó, okay. Ok, vậy cảm ơn thầy. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em.